cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Và nguyên liệu chính là... Trúc ơi, anh nấu bằng tay không hay gì, không có gì vậy? Chị ông no. Chị bay đi đâu, về đâu. Người ta nấu cơm nhỏ tới ta làm cơm trái mà cái thằng này. Trời ơi, anh nấu cơm mà anh quên bấm nút nè. Chưa chín luôn. Chị của em chưa hoàn thành, sao? Không có gì. Nằm trong tủ chứ đâu mà không có gì. Mọi người đều nhìn về phía sếp Thư và nghĩ là sếp Thư đã trúng tủ rồi, thì bản thân Tâm cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Tôi chút xíu thất vọng về anh Thư á. Mình sở trường nhà hàng cua mà làm món cua lại không đứng trong top mạnh. Thì này Thư xem lại. Không được làm bất kỳ điều gì trong 10 phút. Xin mời các sếp tiếp tục nấu. Ôi giờ hai nay hai chị em mình đụng hàng rồi. Có những cái cũ lặp đi lặp lại. Ngon quá không nói lên lời hả anh Nam? Đối với anh thì nó quá đơn giản. Thực sự là nếu anh là một người khách hàng là anh không quay trở lại. Jacob Creek hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.